Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay con mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 tóm tắt bài 9 trang 91 đến trang 94. Thực hành đọc hiểu. Văn bản, nắng mới, áo đỏ và nét cười đen nhánh. Về bài thơ Nắng mới của Lưu Trọng Lư, Lê Quang Hưng. Số 1 nhỏ, chuẩn bị. Thì các em sẽ đọc trước văn bản Nắng mới, áo đỏ và nét cười đen nhánh. Về bài thơ Nắng mới của Lưu Trọng Lư. Tìm hiểu thêm những cái văn bản nghị luận viết về tác phẩm Nắng mới. Rồi vận dụng những cái hiểu biết của em sau khi đọc bài thơ Nắng mới ở bài 2 ngữ văn 8 tập 1 để hiểu thêm văn bản nghị luận này. Tiếp theo phần đọc hiểu. Đối với mỗi con người, tình mẫu tử có lẽ là một trong những cái tình cảm thiêng liêng mà gần gũi nhất. Bao kỷ niệm tươi vui hoặc là đau buồn của tình cảm ấy không ít khi làm cho ta thổn thức. Nắng mới đã rọi vào cái tình cảm muôn thuở mà bao giờ cũng mới mẻ. Bài thơ có chất mộng của hoài niệm, của tâm trạng chập chờn sống lại, nhưng rất thành thực đến mức kỳ lạ. Nắng mới đã hội tụ được những cái vẻ đẹp nơi tâm hồn thơ Lưu Trọng Lư. Thành thực phiêu lưu trong cõi mộng, cứ để lòng mình tràn lan trên mặt giấy. Bài thơ được cấu tứ theo một cái mô típ khá cổ điển. Từ hiện tại nhớ về dĩ vãng xa xưa, từ một cái hình ảnh hiện hữu liên tưởng đến hình ảnh tương đồng trong quá khứ. Kể cũng lạ, một tay tranh luận nhiệt thành, một nhà diễn thuyết hùng hồn, từ hăng hái cổ vũ cho thơ mới lại khá chừng mực. Chàng thanh niên có khi giọng dạc to tiếng đến hơi quá đáng ấy, lại hay mơ màng trong bao vần thơ êm ái ru ta về với quá khứ xa xưa, với những không gian huyền diệu. Hai chữ nắng mới vừa ghi nhận một thời điểm đặc biệt trên dòng chảy thời gian, vừa diễn tả không gian. Cái nắng đầu mùa mỗi năm chỉ có một lần báo hiệu đã hết những tháng ngày lạnh ẩm. Thời điểm ấy trong cuộc đời mỗi con người, cuộc sống một gia đình, dễ nhớ kỹ, nhớ sâu lắm. Bởi nó gắn với sự mừng nở, sự rộng rãi, phơi phóng. Nỗi nhớ của Lưu Trọng Lư cũng được gợi lên từ đó. Song có một điều lạ, nắng mới lúc nào, lúc này sao mà buồn, mà mung lung đến thế. Nói khác đi, ngay khi đặt bút viết nắng mới, thi sĩ đã chập chờn sống trong cõi mộng. Mỗi lần nắng mới hắt bên sông, sao xác gà trưa gái nạo nùng. Lòng rời buồn theo thời dị vãng, chập chờn sống lại những ngày không. Ai từng ở làng quê mới thấy những trưa hè tĩnh lặng trống vắng đến giường nào. Cái động của tiếng gà trưa sao xác chỉ thêm rõ cái tĩnh vẻ mung lung mà thôi. Các từ lái sao xác não nùng chập chờn gợi một nỗi buồn nhẹ mà thấm, một cái tâm trạng quạnh hiu xa vắng. Lòng rời buồn theo thời dị vãng, nhịp điệu thơ trôi nhẹ như ru hồn về một thời năm xa xăm. Chữ ngày không đầy sức gợi, nó tương tự như chiều mưa trong hoa lạnh, chiều mưa sương xuống dần. Ở bài thơ Duyên của Xuân Diệu, phải chăng đó là những ngày vắng lặng đơn điệu chẳng có sự kiện gì đáng nhớ? Mà chính vì thế hình dáng việc làm của người mẹ ở những ngày không càng ám ảnh đứa con đa cảm. Mỗi lần lại nhắc nhớ mỗi lần, nói là chập chờn sống lại, nhưng người con nhớ rõ lắm, nhớ tiếng reo của nắng mới tưng bừng ngoài nội, nhớ màu áo mẹ từng đưa phơi trước dậu. Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời, lúc người còn sống voi lên mười, mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, áo đỏ người đưa trước dậu phơi. Cái nắng mới của hoài niệm này nao nức tươi vui bởi gắn với một cậu bé lên 10, với một người mẹ chăm chút hiền diệu. Màu đỏ của chiếc áo trong nắng reo làm cho câu thơ sáng hơn, ấm nóng hơn. Có lẽ cũng nhờ màu đỏ ấy mà việc phơi áo của mẹ đã trở thành một điểm son trong nỗi nhớ về tuổi thơ. Từ nắng mới hắt bên sông, nhớ nắng mới reo ngoài nội, nhớ người mẹ phơi áo trước dậu, cứ thế nỗi nhớ ngày một hình thành, một ngày một rõ hơn. Sang khổ thơ cuối, cảnh và tình mới thật quấn quyện, mới thật là thi trung hữu họa. Hình dáng me tôi chữa xóa mờ, vẫn còn mường tượng lúc vào ra, nét cười đen nhánh sau tay áo trong ánh trưa hè trước dậu thưa.
dáng vào ra của người mẹ như đang hiện lên rõ rệt trong tâm tưởng đứa con đa cảm. Chi tiết ấy gây ấn tượng nhất trong nắng mới là nét cười đen nhánh của người mẹ. Không phải miệng cười hay là nụ cười mà là nét, lại đen nhánh. Hình ảnh thơ bỗng sắc bỗng lấp lánh hơn, nét cười ấy lại thêm sáng thêm duyên khi thấp thoáng sau tay áo. Chính vì thấp thoáng thế mà nó càng đáng nhớ, càng được nhớ lâu, nhớ mãi. Sau này tâm hồn thi sĩ ngồi bút tài hoa của Hoàng Cầm cũng khiến ta chẳng thể nào quên nụ cười của những cô gái miền quê Kinh Bắc. Những cô làng xén răng đen cười như mùa thu tỏa nắng, bên kia sông Đuống 1948. Với Lưu Trọng Lư, khuôn mặt nét cười đáng kính đáng yêu của người mẹ cứ thấp thoáng trong một không gian ấy thôi. Trong ánh trưa hè trước dậu thưa, nắng mới và dậu thưa quả là một thời gian đã thành một thời gian, không gian nghệ thuật ám ảnh không tách rời hình ảnh người mẹ. Có thể nói mẹ là tâm điểm của nỗi nhớ về tuổi thơ trong nắng mới, là nét son trong những ngày không đi suốt cuộc đời với nhà thơ. Nhớ mẹ luôn là tình cảm thiêng liêng mà gần gũi ở những người con hiếu nghĩa đa cảm. Đọc nắng mới tôi lại nghĩ về nỗi nhớ người mẹ trong bài thơ Chiếc Rổ Mây của Tế Hanh. Khi xa quê nhà xa mẹ, tác giả nhớ về chiếc rổ mùi thơm cũ như tấm lòng thơm của mẹ tôi, mà khiến lòng cảm thương không nguôi. Nhớ bàn tay tảo tần của mẹ, lặng lẽ bàn tay lặng lẽ đưa, đắp từng miếng vá ấm con thơ. Một đằng nhớ mẹ trong tình cảm cách xa, trong tình cảnh cách xa, một đằng nhớ mẹ nay không còn nữa, nhưng đều là người mẹ hiền diệu tươi tắn hình tình thương, đều là những người con tình nghĩa đa sầu đa cảm. Nắng mới là một bài thơ hết sức thành thật của một tâm hồn giàu thơ mộng. Lưu Trọng Lư đã thả hồn mộng đi tận hết cõi lòng để trở về với những hồi ức thấm thía. Bài thơ có cấu tứ đơn giản với không nhiều hình ảnh, nhưng hình ảnh nào cũng sinh động, cũng rất có hồn. Chính vì thế nắng mới gợi niềm đồng vọng sâu xa ở nhiều tâm hồn bạn đọc. Nó đã chạm tới một trong những cái tình cảm thiêng liêng ấm cúng nhất trong mỗi con người. Theo đến với tác phẩm văn chương, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2007. Như vậy chúng ta vừa theo dõi văn bản về nội dung chính, những cái kỷ niệm, ký ức của tác giả về người mẹ thân yêu của mình, gắn liền với sự biết ơn, tình yêu tha thiết cùng những nét đặc sắc nghệ thuật được tác giả đề cập trong văn bản Nắng Mới, Áo Đỏ và Nét Cười Đen Nhánh. Tiếp theo câu hỏi giữa văn bản, người viết đã bàn về những yếu tố nào của bài thơ ở phần 1? Thì người viết đã bàn về những cái yếu tố mô típ bài thơ. Nội dung của các phần 2, phần 3 làm rõ cho nhan đề của văn bản như thế nào? Thì nội dung chính trong bài ở các 1, 2, 3 góp phần cụ thể hóa nội dung cái phần đề cập ở nhan đề bài thơ, mở ra cho người đọc một cái nhìn cụ thể, chi tiết để từ đấy hiểu hơn về cụm từ nắng mới trong bài thơ. Tiếp theo, phần 5 đã khái quát vấn đề nghị luận như thế nào? Thì ở phần 5 tác giả đã khái quát vấn đề nghị luận. Nắng mới là một bài thơ hết sức thành thực của một tâm hồn giàu thơ mộng. Tiếp theo trả lời câu hỏi cuối bài. 1. Vấn đề trọng tâm mà bài viết này nêu lên là gì? Những yếu tố nào giúp người đọc có thể xác định nhanh cái vấn đề ấy? Thì vấn đề trọng tâm mà bài viết này nêu lên là làm rõ chi tiết nắng mới, áo đỏ và nét cười đen nhánh trong bài thơ Nắng Mới của Lưu Trọng Lư. 2. Nhỏ, hệ thống luận điểm của bài viết được triển khai như thế nào? Chú ý, nhan đề bố cục bài viết, lý lẽ bằng chứng được sử dụng trong từng luận điểm. Thì ở đây, hệ thống luận điểm của bài viết được triển khai, nhan đề bao quát nội dung toàn bài. Bố cục bài viết, phần 1, hồn thơ trong bài thơ Nắng Mới, phần 2, chi tiết Nắng Mới và cái áo đỏ trong bài thơ Nắng Mới, phần 3, nét cười trong bài thơ Nắng Mới, phần 4, khái quát lại nội dung toàn bài. Tiếp theo, những cái lý lẽ bằng chứng được sử dụng.
Luận điểm nắng mới đã hội tụ được những cái vẻ đẹp nơi tâm hồn thơ lưu trọng lơ thành thực phiêu lưu trong cõi mộng cứ để lòng mình tràn lan trên mặt giấy. Lý lẽ, nắng mới đã rọi vào cái tình cảm muôn thuở mà bao giờ cũng mới mẻ, bằng chứng mô típ bài thơ chủ thể trong bài thơ. Luận điểm hai chữ nắng mới vừa ghi nhận một thời điểm đặc biệt trên dòng chảy thời gian vừa diễn tả không gian. Lý lẽ, thời điểm ấy đến mung lung đến thế. Bằng chứng là phân tích khổ thơ hai khổ thơ, phân tích khổ thơ hai khổ mỗi lần nắng mới bắt bên sông, hắt bên sông tới những ngày không tôi nhớ mẹ tôi trước dạo phơi. Tiếp theo luận điểm, mẹ là tâm điểm của nỗi nhớ về tuổi thơ trong nắng mới là nét son trong những ngày không đi suốt cuộc đời với nhà thơ. Lý lẽ, dán vào ra của mẹ đến đa cảm. Dẫn chứng, phân tích khổ thơ hình ảnh dáng mẹ dạo thưa. So sánh với bài thơ của Hoàng Cầm. Tiếp theo câu 3, những nhận xét sau đây nói về cách thức thể hiện của văn bản nắng mới, áo đỏ và nét cười đen nhánh. Về bài thơ nắng mới của Lưu Trọng Lơ là đúng hay sai, vì sao? A. Bố cục của văn bản mạch lạc, logic giúp cho người đọc tiện theo dõi. B. Bằng chứng được trích dẫn đầy đủ, phân tích toàn diện cả về nội dung, ngữ nghĩa, thông điệp và cách thức thể hiện hình ảnh từ ngữ giọng điệu. C. Cách có cái so sánh liên hệ mở rộng với tác giả khác viết về cùng đề tài để nhấn mạnh giá trị của tác phẩm. D. Sử dụng đa dạng các phép tu từ tạo nên cách diễn đạt độc đáo giàu tính biểu cảm cho văn bản. Thì ở đây chúng ta có những nhận xét. Thì ở câu A là đúng, bởi vì bài chia làm các luận điểm cụ thể, lý lẽ dẫn chứng đầy đủ giúp cho người đọc dễ dàng theo dõi. B đúng, ở mỗi luận điểm thì tác giả đều trích dẫn các câu thơ cụ thể và phân tích chúng nhằm làm sáng tỏ luận điểm. Trong mỗi các bài luận điểm đều để ý phân tích các chi tiết hình ảnh giọng điệu của bài thơ. Câu C đúng, có so sánh với thơ của Hoàng Cầm. Tiếp theo câu D sai. Bài thơ phân tích ít sử dụng các biện pháp tương tự. Tiếp theo câu 4, so với khi đọc bài thơ nắng mới bài 2, văn bản nghị luận này giúp em có thêm hiểu biết gì về nội dung hoặc nghệ thuật của bài thơ? Thì sau khi đọc văn bản nghị luận này thì em thấy hiểu sâu hơn về nội dung và nghệ thuật bài thơ nắng mới, đồng thời thấy rõ hơn tài năng của nhà thơ Lưu Trọng Lư. Tiếp theo câu 5, hãy nêu đoạn văn mà em thích nhất trong bài nghị luận văn học này và trình bày lý do em yêu thích. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 8. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt. Chào tạm biệt các em.